khi bạn muốn hát US UK mà lại bị bắt hát nhạc thiếu nhi. Chị ong no, chị bay đi đâu, gà đang gáy mấy tiếng thôi mà. Chị bay đi về đâu không biết, này em bé ngoan này bé ơi. Chị làm mất ong để nuôi đời, đừng ham chơi hay nhớ vâng lời mẹ cha nhé em.